giản rồi học các cái kinh nghiệm rồi dạy ở thầy Hà là chủ yếu. Còn tức là mình bây giờ cũng không như các bạn trẻ nữa, không có thời gian để mà ngồi mà gõ mà tức là mình chỉ tưởng tượng ra cái công việc đấy làm từ đầu đến cuối là có thể là mình tưởng tượng như thế nào và biết là các bạn làm đến đoạn này đoạn kia thôi, chứ còn thì trực tiếp thì đúng là cũng rất là mong các bạn trẻ cố gắng một phát huy một cái khóa học như thế này thực sự là quá là hữu ích đối với các bạn còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Các bạn tưởng tượng ra là sau này mình đang bước như thế này dần dần là mình sẽ được nâng mình lên rất là nhiều nếu mà các bạn cứ tham gia những cái khóa học như thế này. Có thể là tham gia một vài khóa nữa để mình chọn lấy một cái mà mình thực sự là hứng thú với cái lĩnh vực đấy thì mình cũng rất là mình thấy là đến học ở đây thì thực sự là được mở mang được rất nhiều thứ đấy. Thế và thực ra đến cái tuổi này rồi mình vẫn còn muốn đi theo các thầy để xem là các thầy dạy cái gì đến đâu rồi và bây giờ sau đó thì mình sẽ có những lời khuyên cho các bạn sinh viên của mình đấy. Và cũng các bạn sinh viên không biết có cảm ơn các thầy không nhưng mà có thể các bạn cũng còn rất là trẻ cũng còn không nói được hết cái lời của mình thì mình cũng là trước hết là cảm ơn trung tâm đã tổ chức một khóa học như thế này, hai là cảm ơn đặc biệt là cảm ơn thầy Hà và đến đây là rất là khâm phục tiếng Anh tiếng Việt và coi như là thậm chí đến là thầy toàn nói tiếng Anh thôi, cốt toàn chương trình tiếng Anh thôi nhưng mình thấy là một giáo viên như thế này ở trong trung tâm mình là rất tốt, rất là tuyệt vời. Mà nếu trường đại học mà có thầy Hà về nữa thì có khi là sinh viên không đến đây học đâu ạ. Đấy. Tôi cũng phải nói thật là như thế. Nếu mà trường mà lôi được thầy về dạy một vài khóa thì có khi là sinh viên nó cũng không phải bởi vì trung tâm nó tìm khó, nó không tìm được cái chỗ để nó học. Vì là không có ai thân thiện mà bảo nó là em lên chỗ này, em lên chỗ kia. Rất nhiều trường bây giờ mọc ra như nấm đúng không? Không biết là cái nơi nào là cũng không biết là chất lượng như thế nào. Thế nên là nếu mà ở trường mà thầy dạy mà giả sử trường mình mà mở cái lớp cho sinh viên thì chắc chắn là mời thầy Hà về để bổ sung kiến thức cho cả thầy và cô. Và thế thôi, tôi cũng muốn nói nhiều nhưng mà chương trình nó cũng chắc là cũng thế thôi ạ. Thế còn bây giờ thì thực sự từ hôm học đến giờ lớp vẫn chưa thực tập, chưa học hành gì. Thế thì buổi tối hôm nay cũng rất là mong là dưới này là có một cái hàng ở Lotte mà đi qua nhiều lần rồi thì cũng muốn xuống đấy để thưởng thức một chút và uống nước các thứ thì cũng mời các thầy cô cùng các bạn trong lớp thì xuống đi đấy thì ngồi rồi nói chuyện tiếp xem là còn những khóa học nào các bạn học nữa không rồi quay trở lại trung tâm như thế nào.